Vào hồi tháng 8 năm 2023, dòng SUV thuần điện Kia EV9 đã lần đầu tiên ra mắt khu vực Đông Nam Á, tại triển lãm diễn ra ở Indonesia. Sau thị trường Indonesia, mẫu xe điện Hàn Quốc này tiếp tục trình làng ở một quốc gia Đông Nam Á nữa là Thái Lan. Kia EV9 2024 dành cho Thái Lan có hai phiên bản là Earth Long Ranger VKD và GT Lai Long Ring AVKD với giá bán 2 tỷ 420 triệu và 2 tỷ 7. So với VinFast VF9 đang bán tại Việt Nam, mẫu xe Hàn Quốc này có giá cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, Kia EV9 2024 ở Thái Lan vẫn rẻ hơn xe tại Indonesia. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BEG MP, Kia EV9 2024 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.010mm, 1.980mm, 1780 mm và chiều dài cơ sở 3 100 mm. Bên cạnh đó là khoảng sáng gầm 177 mm. Bên cạnh kích thước lớn, EV9 còn sở hữu ngoại hình khá ấn tượng nhờ ngôn ngữ thiết kế Apple's United. Trong đó, cả đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu đều lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Tại thị trường Thái Lan, mẫu ô tô điện này có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha LED với 12 bóng nằm dọc chia thành hai dãy song song, đèn pha tự động lưới tản nhiệt đóng kín tích hợp đèn led ẩn hình chữ l đèn chào mừng led đèn sương mù led đèn hậu led cần gạt nước tự động gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện cửa cốp đóng mở chỉnh điện và vành hợp kim 21 in ở bản gt line cao cấp xe có thêm những chi tiết ốp ngoại thất màu đen bóng và ba gơ nóc bên trong mẫu suv điện cỡ lớn này là không gian nội thất ba hàng ghế với 6 chỗ ngồi ở giữa xe là hai ghế thương gia có thể xoay nhưng phải chỉnh bằng tay phía cuối là hai ghế khá nhỏ và có tính năng gập chỉnh điện ghế và vô lăng của xe đều được bọc bằng da tổng hợp. Ngoài ra, Kia EV9 2024 tại Thái Lan còn có ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12.3 in. Vô lăng tích hợp tính năng sưởi, phím chức năng lẫy chuyển số, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động 3 vùng có thể điều khiển từ xa, kết nối Android Auto Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, 6 cổng USB, sạc điện thoại không dây cũng như đèn viền trang trí nội thất. Riêng bản GT Line có thêm tính năng sưởi làm mát và nhớ vị trí ở hàng ghế trước. Hai ghế sau của bản GT Line có tính năng sưởi trên làm mát và tích hợp bệ đỡ bắp chân. Thêm vào đó là rèm che nắng dành cho hàng ghế sau, màn hình hiển thị thông tin kính lái hắt, gương chiếu hậu kỹ thuật số, bàn đạp ốp kim loại và hệ thống âm thanh Meridian 14 loa. Trái tim bản ớt Long Ranger WD 2024 là một motor điện nằm trên cầu sau tạo ra công suất tối đa 204 mã lực kết hợp với pin lithium-ion 99 kW, mang đến quãng đường di chuyển 680 km. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian tăng dung lượng pin từ 10 đến 80% là khoảng 24 phút. Trong khi đó, bản GT Lai Long Range AVKD 2024 dùng hai motor điện nằm trên hai cầu, nên có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hai motor điện này cho công suất tổng cộng 305 mã lực pin cũng có dung lượng 99 kW nhưng chỉ cho phép xe đi được 647 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 9 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau bên sườn, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, ngăn ngừa va chạm phía trước và ngăn va chạm khi mở cửa. Hiện chưa rõ Kia EV9 có được đưa về bán ở Việt Nam trong tương lai hay không. Nhà phân phối xe kia từng tiết lộ kế hoạch bán ô tô điện EV6 ở Việt Nam trong năm 2023 nhưng đến nay, mẫu xe này vẫn chưa ra mắt.